cái mẫu xe tải K100 này em có một cái video review chi tiết rồi Hôm nay sẽ chia sẻ tổng hợp hai cái mẫu xe máy điện Đó là Kia K200 và Kia K150 Trước tiên sẽ là những cái mẫu xe dòng xe Kia K200 trước nhé Toàn thể cô chú anh em đây là một cái mẫu xe tải Kia K200 đời 2020 Một mẫu xe trang bị đầy đủ điều hòa, xài nguyên bản, thùng mở 5 bửng, hồ sơ cầm tay, xe mới đăng kiểm xong Với tải trọng là 1 tấn 9 nhá với tải trọng là 1 tấn 9 sử dụng hệ thống treo bánh trước bằng thụt nhún càng chữ A đi êm ái nhẹ nhàng vẫn là đăng kiểm 1 năm một lần tới tháng 10 năm 2024 đây tháng 10 năm 2024 nhé đó à, vẫn rất là cơ bản vẫn là ba chỗ ngồi vẫn tải 1 tấn 9 lốp đôi thùng dài lọt lòng là 3m25 và chúng ta dùng ngó qua một chút thông tin về phần nội thất nhé với xe cao tiết cho anh chị em là không va toàn bộ phần sơn xe vẫn đang là sơ zin nhé toàn bộ từ cabin tới thùng bạn đều là sơ zin nguyên bản với lên xuống kính chỉnh điện đấy lên xuống chỉnh điện gương vẫn chỉnh cơ thôi chiếc xe này thì có trang bị đầy đủ điều hòa rồi đây đây là toàn bộ phần nội thất của nó đây với ghế bọc da này với ghế bọc da này đấy trần vẫn chỉnh nguyên bản nhé chỉnh nguyên bản tất cả các cái phần phím chức năng vô lăng này Một số đều đẹp, đẹp với hộp số 6 cấp, 6 số tiến và một số lùi Đi êm ái và tiết kiệm nhiên liệu Trang bị đầy đủ điều hòa rồi nhé Đấy, và tất cả những chức năng cơ bản rất là ok luôn Đấy với tiếp theo chúng ta cùng đến với cả phần thùng sàn của mẫu xe này Chiếc xe, xe này là một cái mẫu xe đã được trang bị thùng mở 5 bường Nó có hai loại thùng, thứ nhất là thùng mở 3 vách và thùng mở 5 vách Đây gọi là thùng mở 5 vách đây Nó được chia thành 5 bường này Giúp cho cái việc lên xuống hàng dễ dàng hơn Đấy, Mở cái này ra là có thể lên xuống hàng rồi Đấy Bên dưới là cái lớp sàn Toàn bộ cái lớp sàn sóng đây Đây sàn sóng đây Đấy nhá sàn sóng đây Và em có một cái video review rất kỹ mẫu xe này rồi Anh chị em mà đang quan tâm đến cái mẫu xe này thì kết nối với em để em sẽ gửi thêm thông tin Hình ảnh cùng cái mức giá nó ưu đãi hơn nữa nhá Đấy đây là toàn bộ phần bửng đít đây Mở phần cánh thùng ra chúng ta sẽ nhìn rõ ràng hơn về toàn bộ phần không gian bên trong của cái thùng chiếc xe Kia K200 này với thùng mở 5 bừng với kích thước toàn thùng dài là 3m25 rộng là 1m650 và với chiều cao cũng là 1m650 các bác nhé chiều cao có nhân nó không thay đổi nhiều so với cái cái những cái mẫu xe dòng xe Kia K250 với chiều rộng và chiều cao thôi còn chiều dài thì chắc chắn sẽ ngắn hơn đây toàn bộ phần thùng đây sàn sóng nguyên bản nhé sàn sóng nguyên bản không lõm tí nào đấy không lõm và không mọt đấy có những cái vết xước này thì thực ra cho thời gian sử dụng nó sẽ có những cái vết xước này là chuyện bình thường đó và đó là chia sẻ về cái mẫu xe tải Kia K200 đời 2020 một cái mẫu xe trang bị hồ sơ cầm tay rồi nhé hồ sơ đã cầm tay rồi về chỉ việc ra tên thôi và cái mức giá đang được dành cho cái mẫu xe này mức giá rất ưu đãi trong cái video ngày hôm nay với cái mức giá là 318 triệu đồng cho cái mẫu xe này trong cái video ngày hôm nay các bác nhé Tiếp theo đó là một cái mẫu xe tải Kia K150 Đây là một cái mẫu xe tải Kia K150 Biển số Hà Nội đã 2020 Tổng thành từ form xe Từ máy móc gầm bệ Tất cả nó y xì đúc như những cái mẫu xe Dòng xe Kia K250 Cái khác ở đây đó chính là cái tải thôi Tải của mẫu xe Kia K150 Biển Hà Nội 29H 59381 này là 1 tấn 49 các bác nhá Tải là 1 tấn 49 Đấy các bác mà vào phố nó sẽ dễ dàng hơn với chiều dài lọt lòng thùng của mẫu xe này nó là ba mét rưỡi nó không khác biệt so với cái dòng xe Kia K50 và bây giờ chúng ta cùng đến với cả thông tin chi tiết hơn về mẫu xe này đây là một cái mẫu xe trang bị đầy đủ điều hòa rồi đăng kiểm hiện tại của mẫu xe này còn tới tháng 8 năm 2024 đây tháng 8 năm 2024 nhá đấy đăng kiểm tháng 8 năm 2024 biển số Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút thông tin về phần nội thất cũng như là gầm sàn của mẫu xe này. Nói chung những cái mẫu xe đời 2020 này thì cam kết cho anh chị em. Thứ nhất là cam kết là xe không đâm va. Cái thứ hai đó là máy móc nguyên bản. Cái thứ ba đó là pháp lý đảm bảo nhé. Pháp lý đảm bảo luôn. Anh chị em mà muốn rút hồ sơ hay ra tên em đều có thể hỗ trợ được thủ tục nhé. Đấy. Với nội thất là ghế hoặc da đây này. Trần thì cũng đã làm trần rất là đẹp rồi. Với tông chuột tông màu cam đen. Đây trần thì bọc trần màu cam rồi này ghế thì uh, tông màu cam đen này đấy đây tổng phần nội thất đây rất đẹp nhé xe thì cam kết về chất lượng cho anh chị em Hãy lên xem xe trực tiếp chúng mình có thể bán thêm về những cái giá tốt hơn cũng là hộp số 6 cấp giống như những cái mẫu xe dòng xe K200 và K250 thậm chí là những cái mẫu xe dòng xe Hyundai H150 sau này thì cũng đều là những cái hộp số 6 cấp sau số tiến và một số lùi uh, số lùi thì uh, dùng nút gảy nhá đây nó gãy ở đây đó đầy đủ điều hòa rồi này toàn bộ phần vô lăng của số đều đẹp một cái mẫu xe đời hành kiểu trời mưa thực ra những cái mẫu đời hành kiểu trời mưa này tất cả phải đảm bảo cho cô chú anh chị về chất lượng luôn đấy ok tiếp tới chúng ta sẽ cùng đến với cả phần thùng bệ gầm bệ của cái mẫu xe này vẫn là thùng nhà máy nhá thùng nhà máy đây là toàn bộ phần thùng nhà máy cũng là tôn thùng, thùng nhà máy này thùng mở ba vách thùng mở ba vách à, bên dưới cái lớp thùng này đây thì là những cái phần sàn đây có phần sàn sóng nhá đây những cái lớp sàn sóng đây sàn sóng nguyên bản đấy chiếc xe này thì đang đang sạc cùng tí đây phần sàn sóng nguyên bản đây toàn bộ sàn sóng nguyên bản nhá đây không có cong võng gì cả không cong võng gì cả nhá đó ok với kích thước đo đồng thùng chiều dài là 3 mét rưỡi các bác nhá với chiều dài là ba mét rưỡi đấy đây toàn bộ phần lít đây lít đây nhá và em đã có đầy đủ hình ảnh rất là chi tiết về mẫu xe này rồi Anh chị em mà đang quan tâm đến một cái mẫu xe tải để ừ. vào phố dễ Thì có thể tham khảo về mẫu xe này Chiếc xe này thì đã được lót sàn tôn rồi Đã có lót sàn tôn bên trong và một vật chung thành thùng nhà máy này Đấy được lót sàn tôn rồi này Bên dưới là cái lớp sàn sóng này Đó ok Và với kích thước nó thùng là 3 mét rưỡi chiều dài rộng là 1m650 và cao cũng là một khoảng 1 m mươi phanh sắt xô thì có thể điều chỉnh lên một chút các bác nhá. Ok và đó là chia sẻ về cái mẫu xe tải Kia K150 biển số 29H 59381, một cái mẫu xe đời 2020, tải là 1 tấn 49 và phố dễ dàng. Mức giá đã được dành cho cái mẫu xe tải này với mức giá là 345 triệu đồng cho mẫu xe này các bác nhá. 300 45 triệu đồng cho mẫu xe tải Kia K250. Xin lỗi các bác, Kia K150 đời 2020. Vừa rồi là một cái video chia sẻ về hai mẫu xe tải Kia K200 và Kia K150 đời 2020. Anh xem đang quan tâm đến cái mẫu xe nào thì kết nối với em qua các số hotline 0975 180 77 và 0981 188 765 để có thể sở hữu xe với cái mức giá ưu đãi hơn nữa các bác nhá. Mức giá hôm nay chia sẻ là rất là ưu đãi rồi. Trọng xe đẹp quay là bán địa chỉ ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Nguyên. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ báo giá dòng xe Kia Olin ở video lần sau. Xin chào.